sao mình chẳng xa nhau đúng không anh? Hay chắc là ngoài kia vẫn xa. MV nếu có kiếp sau lần này thì có những cái màu sắc và những cái điều mới lạ hơn rất là nhiều so với những MV trước đây của Ly. Ví dụ như là đầu tiên là mọi người có thể nhìn thấy luôn là tạo hình cổ trang đầu tiên của Ly này. MV này thì quay tại một cái địa danh tên là Thác Mai tại Đồng Nai. Có rừng này, có suối này, rất là đẹp nhưng cũng rất là nguy hiểm đối với đoàn quay nha mọi người. Tại vì là mình phải thực hiện những cái cảnh ví dụ như là trèo lên đá này, hay là đi vào rừng thì có rất là nhiều muỗi rồi, có rất là nhiều đá hiểm trở ấy, không cẩn thận những bạn cầm máy quay là cũng sẽ rất là dễ bị ngã. Ba chạy, hai ba diễn, chạy. Mọi người, thì thực ra là ngày hôm nay thì mình và cả ekip thì bắt đầu đi từ hẹn nhau là từ lúc 1 giờ sáng đó mọi người, và bắt đầu đi là từ lúc là lịch kịch là khoảng tầm 2:30-3 giờ, nhưng mà chết rồi bây giờ đạo diễn lại gọi vào rồi. Đi bây giờ mình sẽ chia vô. Sẻ các bạn sau nhé. Nơi mình mãi chẳng thể chạm tới. MV này thì Ly thực hiện khá là gấp và thời gian thì quay thì chỉ có đúng một ngày thôi, nên là hầu như là trong 24 giờ thì Ly cùng ekip thì sẽ làm việc không ngừng nghỉ, từ những lúc bắt đầu on set là 5 giờ sáng này, mà để có thể on set từ 5 giờ sáng thì Ly và ekip phải hẹn nhau từ 1:30 là có mặt tập trung tại Sài Gòn, là Ly bay từ tối đó vào Sài Gòn, sau đó thì tất cả mọi người cùng đi trên xe ô tô và đi tới Thác Mai Đồng Nai thì để có thể kịp 5 giờ có mặt tại đó để có thể quay và được đi đường rừng. Thì trời ơi, vào rừng rất là sâu, và khi bắt đầu vào rừng một phát là cả ekip là không có sóng luôn, không có sóng điện thoại. Đấy là cái điều mà Ly không biết trước luôn. Đấy là nguyên một ngày đấy là tất cả mọi người ở Ly với cả ekip thì đều không liên lạc được với người thân, hay là không có online được một cái gì cả đó. Nhưng mà tất cả dù là rất là mệt, thực sự là rất là mệt, nhưng mà nhìn những cái gì mà mọi người cùng cố gắng với nhau và đồng hành cùng Ly thì trong cái MV này thì Ly tin là mọi sự mệt mỏi sẽ đều được đền đáp xứng đáng, và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người, tôi là Kha Vũ, tôi là một trong những diễn viên nam của MV của chị Hương Ly. Hôm nay có cơ hội làm việc chung với chị Hương Ly, được gặp chị thì cảm giác rất là vui. Thì từ sáng tới giờ thì mình khá là mệt mỏi, ai trong ekip cũng mệt mỏi cả, nhưng mà phải hoàn thành cái MV này thật nhanh và tốt, cho nên mọi người luôn bỏ cái thời gian của mình cũng như công sức của mình để hoàn thành cái MV này một cách thật xuất sắc. Chẳng xa nhau đúng không anh? Hay chắc là ngoài kia vẫn xa. Trong lúc quay MV nếu có kiếp sau thì phân cảnh thì thực sự là Ly thấy cảnh nào cũng khó, vì lần đầu tiên mình phải đóng một MV cổ trang, mình là nhân vật chính, cho nên là Ly thì không, nói thật là không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất đó mọi người. Nhưng mà để mà nói là cảnh khó nhất thì Ly nghĩ là chính là cái cảnh mà bàn tay Ly đầy máu, và trong lúc đấy đang cầu cứu người mình yêu cứu mình đó, và phải lột tả được lúc ấy, còn phải khóc này, khóc thật luôn nhá mọi người ơi, và thực sự là phải lấy cảm xúc thật sự đó để có thể biểu đạt được cái gương mặt mà khi mà nhìn thấy người mình yêu đến đấy thì mình rất là mong được cứu, nhưng khi mà không được cứu nữa thì lúc đấy gương mặt phải biểu đạt cái sự thất vọng tột độ đó, và gọi là buông xuôi mọi thứ, sau đó là chết đó mọi người. Đấy thì đấy là cái phân cảnh mà Ly nghĩ là khó nhất đối với Ly. Đỉnh cao diễn xuất em ạ. Thế nhưng mà lúc đấy chị cũng lấy được nhiều cảm xúc từ anh Long. Đấy, học tập được nhiều. Nhưng là kiểu mình có thêm nhiều kinh nghiệm với trải nghiệm ấy, tốt cho nghề của mình. Thực sự là
không phục cái đường dây, không phục bệnh lắm. Vừa mới cứ hiện xong cảnh quay máu hai chị em mọi người. Cái áo trắng mà bôi cái vết đỏ cho nó kỳ. Là một trong những cái cảnh quay chắc là khó nhất trong cái MV này á mọi người. Kiểu phải lấy cảm xúc ấy, mà thực ra thì Hương Ly cũng không biết diễn gì cả. Nên mọi người có thể thấy trong các MV trước các thứ á, thì cũng kiểu rất là đơ đơ, mình tự nhận mình là như thế. Rồi em thấy chị rất thật thà luôn á Ly. Thì đúng thế nào thì nói thế đúng không? Đúng không? Thì tốt nhất là không lên lên lẹo trước khán giả, chuẩn không? Yeah. Thì rất là may mắn trong MV lần này thì Hương Ly cảm ơn tất cả các ekip đã theo dõi, ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình cho mình. Nhưng một người đặc biệt cực kỳ đó là đạo diễn Phi Long. Qua cái clip này thì Ly cũng rất là muốn gửi lời cảm ơn tới anh Phi Long. Chỉ hai anh em mới chỉ gặp nhau trước đấy ít ngày thôi, mới biết nhau ít ngày thôi, nhưng mà thực sự khi quay MV thì anh đã truyền lửa cho Ly và truyền cho Ly những cái kinh nghiệm. Và thậm chí xin chia sẻ với mọi người một chút nữa là cái phân cảnh mà Ly phải khóc với mọi người là anh diễn trước cho mình và anh nhập tâm và anh khóc luôn lập tức. Và trong lúc và đổi lại là mình quay thì anh ấy ở ngoài, anh ấy nói kể chuyện này, những cái câu chuyện rất là cảm động và anh ấy đẩy được cái tâm lý của mình lên cao trào. Và lúc ấy Ly đã bật khóc được thực sự. Thì thực sự sau cái MV này Ly sự là rất là khâm phục và cảm ơn anh Phi Long rất là nhiều, và rất là mong anh em mình sẽ có thật nhiều những cái sự hợp tác nữa trong tương lai ạ. Và ngoài ra thì việc mà phối hợp ăn ý với bạn diễn đó mọi người, cũng rất là may là ekip lần này thì siêu chuyên nghiệp, đã giúp Ly và bạn Kha Vũ có một buổi fitting trước ngày quay khoảng tầm 3-4 ngày đó mọi người. Thì là ngày đấy sẽ chốt là make up sẽ như thế nào này, bộ đồ các thứ như thế nào, và quan trọng là hai diễn viên Ly và bạn Kha Vũ gặp nhau để có thể trò chuyện này, diễn thử với nhau trước để lấy cảm xúc này và quen dần hơn, thì khi mà cái ngày quay diễn ra chính thức thì sẽ được suôn sẻ hơn. Một chi tiết mà Ly rất là muốn mọi người có thể nhìn ra và xem nhiều lần để có thể hiểu rõ hơn về MV, đó là chi tiết mà có hai cảnh giống nhau. Mọi người có thể thấy đầu MV là một bàn tay máu của chàng trai đúng không ạ? Thì cuối MV cũng là một bàn tay máu của người con gái, nhưng lại có hai ý nghĩa khác nhau và đối lập nhau mọi người. Mới đầu thì Ly đã cứu bạn trai đó, nhưng mà sau Ly bị thì bạn ấy không cứu mình nữa. Vì chủ đề cổ trang thì Ly biết là thực sự mà để làm được một sản phẩm cổ trang hoàn chỉnh, Ly và ekip còn muốn làm nhiều điều hơn nữa, còn nhiều điều cần chỉn chu hơn nữa. Nhưng mà là vì là cái MV này á, thì chỉ được quay trong đúng một ngày thôi, cho nên là Ly và ekip đã cố gắng làm những cái gì mà tốt nhất và cố gắng tạo hình để gần sát với nhân vật và sát với thông điệp của bài hát nhất rồi. Còn về tên của bài hát là Nếu Có Kiếp Sau thì thực sự là vì sao lại như vậy, thì Ly nghĩ là tất cả khán giả khi mà nghe bài hát này và nghe rõ cái lời của bài hát ạ, thì mọi người sẽ hiểu ngay. Nếu có kiếp sau thì như là một cái sự giang dở, một sự tiếc nuối của cặp đôi này trong kiếp này không đến được với nhau. Nếu có kiếp sau mình chẳng xa nhau đúng không anh? Nếu có kiếp sau mình sẽ ở bên nhau đúng không anh? Thì đấy là một cái sự tiếc nuối của người con gái này, và rất là mong kiếp sau thì chúng ta có thể ở lại với nhau. Và nếu có kiếp sau thì cầu mong quê hương không chiến tranh, để không bị những cái gì tác động từ bên ngoài chia rẽ cặp đôi này. Đó, thì đấy là lý do mà bài hát tên là Nếu Có Kiếp Sau. Và thực sự là trong cái nội dung của MV, Ly và ekip cũng bám rất sát thông điệp và lời của bài hát. Đẹp xong. Yeah. Yeah. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi và tất cả mọi người đều vừa nãy nổ một tràng pháo tay rất to để kết thúc cái MV Nếu Có Một Ngày của Hương Ly. Để kết thúc MV Nếu Có Kiếp Sau của Hương Ly. Và rất là cảm ơn tất cả mọi người. Là MV này sẽ được mọi người đón nhận một cách tích cực và 100 triệu view nha.